Chào mừng đến với những giây phút về lòng biết ơn vào buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta có thể gợi nhớ rằng không được xem thường bất cứ điều gì trong cuộc sống và để luôn luôn biết ơn với ngay cả những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu ngày mới với suy nghĩ tích cực sẽ khiến những mục tiêu của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Đó có thể là mục tiêu giảm cân, thay đổi thói quen, tập thể dục, những mục tiêu công việc, tập trung vào học hành hay những mối quan hệ. Video này sẽ thúc đẩy bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn quyết định sẽ tập trung vào ngày hôm nay. Vì vậy, với những câu nói sau đây, hãy lặp lại lặng thầm hoặc to rõ. Tôi cảm thấy biết ơn khi mở đôi mắt của tôi ngày hôm nay. Tôi cảm thấy biết ơn vì một cơ hội nữa để sống cuộc sống của tôi, cho một khởi đầu mới. Tôi cảm thấy biết ơn khi cảm nhận hơi thở trong phổi của tôi và nhịp đập trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì ngày hôm nay, vì những cơ hội trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi chào đón cơ hội để làm thứ gì đó thật tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi tiếp năng lượng cho những suy nghĩ của tôi. Tôi tập trung vào những mục tiêu của tôi. Tôi nhắc nhở tôi rằng tôi đã đi xa được đến mức nào và tin rằng tôi có thể tiếp tục với chặng đường còn lại. Với bất cứ mục tiêu hay định hướng nào tôi có trong suy nghĩ của tôi nhắc nhở tôi về những thành tích và thành công mà tôi đã đạt được và định hướng sự tập trung của tôi vào ngày hôm nay và hơn thế nữa để tận dụng tối đa 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi cảm thấy biết ơn với cơ thể của tôi và hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, sẽ ăn thật tốt và nuôi dưỡng nó thật tốt, cung cấp cho nó đủ nước, cho nó vận động thể thao, kéo giãn cơ bắp, chuyển động và thư giãn. Tôi cảm thấy biết ơn vì trí tuệ của tôi. Tôi hứa sẽ sử dụng nó thật tốt, sẽ tập trung vào học hỏi và vận dụng những kiến thức ấy, sẽ suy nghĩ và giữ bản thân mình có trách nhiệm, sẽ khiêm tốn, sẽ ăn nói và suy nghĩ đúng cách về bản thân mình và cả người khác. Sẽ chỉ tập trung suy nghĩ của tôi vào những điều tích cực và loại bỏ những suy nghĩ dư thừa. Cho vơi đi những điều trong quá khứ, cho vơi đi những nỗi sợ và lo lắng về tương lai, mà thay vào đó tập trung vào những điều tôi có thể làm chủ. Suy nghĩ của tôi, hành động của tôi và định hướng của tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì những người trong cuộc sống của tôi, cả những người hay giúp đỡ, những người mà tôi đã học hỏi từ họ. Tôi sử dụng giây phút này để ghi nhớ tất cả những điều nhỏ bé và tuyệt vời đến với cuộc sống của tôi. Có quá nhiều thứ để biết ơn, từ một cánh cửa được giữ mở, một nụ cười từ người lạ, hay món quà thời gian và sự chú ý của người khác. Tôi cảm thấy biết ơn về những thứ tôi dành cho bản thân mình. Thời gian tự suy nghĩ một mình để làm sáng tỏ những suy nghĩ của tôi, để nhắc nhở bản thân phải tiếp tục. Lòng can đảm mà tôi có thể làm những thứ mà tôi cho là đúng thay vì chỉ chạy theo đám đông. Cân bằng giữa việc lắng nghe người khác và lắng nghe bản thân tôi. Cân bằng giữa suy nghĩ tư duy và sự định hướng cảm tính. Tôi cảm thấy biết ơn vì những điều đơn giản, vì được thở, được ăn, được ngủ và được cử động. Tôi nhắc nhở bản thân rằng không phải ai cũng có những điều đơn giản này. Tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi rất may mắn khi có được những điều này. Ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, và tôi hứa sẽ sử dụng thời gian thật hiệu quả. Tôi cảm thấy biết ơn vì ngày hôm nay, vì 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi biết ơn vì tiềm năng mà tôi có. Tôi hứa với bản thân sẽ sử dụng tốt thời gian của tôi, sẽ sử dụng tốt suy nghĩ và hành động của tôi, sẽ rõ ràng về định hướng của bản thân, sẽ linh hoạt và thích ứng, sẽ đáp lại với lòng vị tha, với những điều không lường trước được trong cuộc sống. Sẽ bước đến những điều tốt nhất mà tôi có thể, sẽ tiếp tục với mục tiêu của tôi, sẽ trở nên mạnh mẽ và bỏ qua những mê hoặc, sẽ cho đi những điều tích cực. Tôi hứa sẽ trở nên tốt nhất của tôi ngày hôm nay, từ suy nghĩ đến định hướng, từ tầm nhìn đến hành động,
với thời gian, năng lượng và nguồn lực mà tôi có sẽ trở nên tốt nhất trong trái tim, trí tuệ, cơ thể và tâm hồn, cho chính bản thân tôi và cả những người khác. Sẽ cho đi phần tốt nhất của bản thân tôi vì những tập trung và định hướng của tôi, vì tôi rõ ràng trong tầm nhìn và hành động tiếp theo. Tôi biết ơn vì ngày hôm nay và tôi sẵn sàng cho ngày hôm nay.